Xin chào cả nhà nha. Hôm nay Nắm quay cho cả nhà xem. Bên Nắm đang nâng cấp hệ thống sản xuất cho năm 2022. Bây giờ là Nắm đang nới thêm cái lò gấp đôi công suất. Đấy, cái chỗ này chưa sơn thì nối thêm. Tức là bình thường thì một ngày chỉ khoảng cỡ 5.000 phôi, nhưng mà nay thì phải tăng công suất tương đương 10.000 phôi. Nắm bên Nắm là nâng cấp tất bật luôn, từ lò hấp, hệ thống sản xuất, hệ thống làm giống rồi đầy đủ luôn nha. Đang ráp cái cửa. Còn đây là mì, nó mới nhập này. Mì để làm meo giống á. Những cái bao này là những bao lúa để làm giống luôn. Nói chung là bên Nấm là vừa lúa và vừa mì. Ví dụ như có khách đặt lúa thì Nấm làm lúa, khách đặt mì thì Nấm làm mì. Phòng giống nha cả nhà. Đây, giống này thì Nấm mới cấy thôi. Kiểm tra thử nè. Mới cấy cách này khoảng cỡ ngày 12, đây ngày 10 tuần. Đây cả nhà. Tuần này. Đây là giống mì. Ở đây phòng này là máy lạnh 24/24 nha cả nhà. Bên này cũng mì. Mới cấy ngày 15. Nay 18 thì mới có 3 ngày thôi. Mấy cái bài thì mới cấy á. Lúa này cấy ngày 3, ngày 18 là nửa tháng này. Cái này đem ra cấy phôi được rồi.